là Chúa yêu dấu của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời của chúng con là Đức Chúa Trời chân thật. Ngài chính là lẽ thật của sự sống. Ngài đã bày tỏ lẽ thật của Ngài qua Thánh Linh của Đức Chúa Trời, qua lời phán của Ngài. Và lời phán của Ngài, những câu chuyện trong Kinh Thánh, không phải là những câu chuyện của để kể, nhưng đó là những bài học sống động. Và hiện nay nó được thể hiện trong thời kỳ cuối cùng này. Cảm ơn Chúa. Lời hứa quý báu của Ngài, Ngài nói rằng trong ngày sau rốt, Ngài sẽ đặt thần của Ngài trên mọi loài xác thịt. Trên mọi loài xác thịt, Chúa ơi, thì con khao khát thần linh của sống sống Ngài đổ trên mọi loài xác thịt. Con trai và con gái của Ngài sẽ nói lời tiên tri. Và Chúa ơi, sẽ có điềm lành. Nhưng điều quan trọng là Chúa ơi, thế giới này sẽ có máu, lửa, luồng khói và nhiều những sự kiện nguy hiểm xảy ra trong trần gian này. Nhưng là cuối cùng mà Ngài nói rằng những ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Cảm ơn Chúa, Ngài đã soi sáng cho hội thánh của Chúa, soi sáng cho các đầy tớ của Ngài, để chúng con thiết lập những buổi kiêng ăn cầu nguyện, để chúng con thiết lập Chúa ơi chương trình cầu nguyện 24/7, để chúng con đứng nơi vọng canh, chôn chân nơi đồn lũy và chờ Ngài phán với chúng con những điều gì. Buổi sáng hôm nay chúng con học được một bài học tốt lành. Chúa đã lựa chọn Jeremy từ khi ông lọt lòng. Thì hôm nay cũng vậy, Chúa đã lựa chọn mỗi người chúng con trước buổi sáng thế, để chúng con được trở nên con trai và con gái của Ngài, trở nên người thánh và yêu dấu của Ngài, trở nên những người có lời Đức Chúa Trời, nghe lời Đức Chúa Trời, và lời đó, lời chân thật đó biến chúng con trở thành người thánh và yêu dấu của Chúa. Cho nên con cầu nguyện không phải chỉ các tiên tri của Ngài, không phải chỉ các sứ giả của Ngài có lời của Chúa cho dân sự, nhưng con ao ước rằng mỗi một người dân sự của Chúa đều sở hữu lời của Đức Chúa Trời, và lời đó sẽ biến họ được trở nên vững vàng ở trong đức tin. Lời đó sẽ biến họ trở thành những người thánh của Ngài. Lời đó sẽ khiến cho họ đâm bông kết quả. Và con cầu nguyện để lời của Chúa mà các con dân của Ngài sở hữu sẽ biến thành hành động của yêu thương, hành động của rao ra lời Đức Chúa Trời. Như Chúa Giêsu nói rằng cái điều gì đầy dẫy trong lòng các ngươi thì điều đó sẽ tuôn tràn ra. Con nguyện Chúa ban ơn để Chúa ơi dân sự của Chúa đáp ứng trước lời của Chúa như Jeremy đã đáp ứng trước lời của Ngài. Này ta đặt lời ta trong miệng của các ngươi, thì con cầu nguyện để xin lời ấy đặt ở trong miệng của các đầy tớ của Ngài, các sứ giả của Ngài, các con dân của Ngài, những người đứng nơi vọng canh, chôn chân lên đình lỵ, những chiến sĩ cầu nguyện để họ có lời của Đức Chúa Trời, lời của nâng đỡ, lời của sự yên ủi, lời của ngã lòng, lời của nâng đỡ những kẻ ngã lòng, lời của sự tiên tri lớn và nhiều lời khác nhau nữa để khích lệ, để cùng nhau gây dựng. Phải, chúng con có lời của Chúa và nhờ lời đó mà chúng con trở nên một đạo quân rất lớn như đầy tớ của Chúa đã trình bày, để chúng con có thể ra đi đem tình yêu thương của Chúa Giêsu, đem những món quà yêu thương, ân điển cứu rỗi đó đến cho những con người chưa biết Ngài, những con người chống nghịch Ngài, những con người quay lưng với Ngài, và kể cả những con người thù địch với Ngài nữa, những con người mà Đức Chúa Trời gọi là bạn nghịch của Ngài cũng sẽ quay trở lại với Ngài vì bởi lời của Chúa. Cảm ơn Chúa vì lời của Ngài tái tạo cuộc đời của chúng con, nên thánh cuộc đời của chúng con. Thì xin Chúa Ngài cho mỗi dân sự của Chúa giờ này được tay Chúa Ngài rờ đụng tới tâm lòng, tới môi miệng của chúng con, để mỗi một người trong chúng con yêu quý lời của Chúa dường bao. Và Chúa ơi, chúng con sở hữu lời đó để có lời của Ngài mà nuôi dưỡng chính đời sống tâm linh của mình, gia đình mình, cũng như chúng con sẽ ban phát cho dân sự của Chúa, cũng như là dân chúng ở trần gian này đang đói khát về lời của Ngài. Họ đang sợ hãi, họ đang thiếu thốn, họ đang khốn cùng vì họ không có lời chỉ dẫn của Ngài. Nguyện Chúa là ánh sáng của lời Ngài, nguyện Chúa là sự sống của lời Ngài. Ban ơn cho các con dân của Ngài để chúng con chiếu sáng ánh sáng sự sống của lời Ngài ra cho giữa thế giới tâm tối, dịch lệ, tật bệnh, sự chết. Thì con tin chắc rằng quyền năng của lời của Chúa, Ngài chỉ phán một lời thì Lazarus bèn sống lại. Ngài chỉ phán một lời thì cơn gió bão đều tiêu tan. Ngài chỉ phán một lời thì thế giới này được tạo dựng nên. Thì con tin chắc rằng Ngài chỉ phán một lời thì Chúa ơi, nhiều người sẽ được cứu rỗi, 10 người từ trong sự chết sẽ được dùng dậy. Con cảm ơn Chúa. Lần nữa xin Chúa sức dầu trên anh chị em chúng con để tấm lòng chúng con đầy dậy chính lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì qua sứ điệp này chúng con nhận thấy được điều này. Nguyện Chúa ban ơn trên hết thời đại dân sự của Ngài. Chúng con tạ ơn Cha và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.